Dạ vâng, em Triều xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với sàn ô tô Mỹ Đình có địa chỉ tại 86 phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Và ngày hôm nay thì em Triều, chuyên viên tư vấn bán hàng tại sàn ô tô Mỹ Đình sẽ lên sóng và báo giá cho quý anh chị và các bạn toàn bộ những cái sản phẩm và mặt hàng xe đang có tại cửa hàng để quý anh chị cùng lắm. Và vừa rồi thì cũng may mắn là nhập được khá nhiều xe, nhưng mà cái lượng bán lại cũng rất là tốt, thế nên là lượng xe đó đang gọi là cạn dần. Nhưng mà bên em vẫn có nhu cầu nhập nhé các bác, cứ nếu mà các bác nào mà có xe nào cần bán thì cũng có thể liên hệ với em sẽ mua với giá là cao nhất. Và quan trọng là xe của anh chị và bạn là không đâm đụng ngập nước là được. Vâng, ngay sau đây thì em xin đi giới thiệu những cái sản phẩm đang có tại cửa hàng. Vâng, một mẫu xe thì luôn là hot qua những thời điểm cả là form cũ hay form mới, và đó là Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe 2.4 bản xăng cao cấp, sản xuất năm 2019. Xe đăng ký tên tư nhân, biển số thành phố, một trụ từ mới. Chiếc này của em thì lăn bánh được gần 4 vạn, xe rất mới các bác ạ. Và với giá chào bán là 1.045.000.000 đồng, có thương lượng thực tế khi xem xe tại cửa hàng các bác nhé. Và riêng về Santa Fe thì nhà em đang về thêm 2 chiếc máy dầu. Một chiếc là bản dầu đặc biệt màu xanh, sản xuất 2019, và một bản nữa là dầu cao cấp, sản xuất năm 2020 và đi lướt 4.000 cây. Tiếp đến một cái mẫu sản phẩm tiếp theo, dòng 7 chỗ, đó là CX-8. Một dòng xe mà để nói mà về cái chất lượng nội thất, nó là ghế da Napa, rất là ok. Tiếp đến là cái khoang xe được mệnh danh là rộng nhất cái phân khúc của 7 chỗ các bác nhá, cực kỳ là hay và được cái là tiết kiệm nhiên liệu. Thì với Mazda CX-8 2.5 Vre một cầu, sản xuất năm 2020, lăn bánh được 1 vạn cây số. Và xe của em thì là tên tư nhân, biển thành phố nha bác nhá. Thì biển em đang rút hồ sơ rồi, về đăng ký Hà Nội là không mất 20 triệu tiền biển. Chiếc này thì em đang bán với giá là 1.070.000.000 đồng, và có thương lượng thực tế khi xem xe tại cửa hàng. Tiếp đến là bên này em có hai cái dòng crossover. Đầu tiên là Eco Sport, Ford Eco Sport 1.5 Titanium 2019. Và con này điều đặc biệt đó là mới chạy lướt được có 1.700.000 cây số thôi, rất là mới luôn. Và với tầm tiền nó là 570.000 đồng, có thể sở hữu một chiếc xe Eco Sport khá là hợp lý, chạy được có 1.700.000 km, rất là mới. Tiếp đến một mẫu xe mà crossover form châu Âu, cạnh tranh với lại Toyota Cross, đó là Peugeot 2008. Chiếc này của em thì siêu lướt rồi, siêu lướt, chạy được có 3.000 cây số thôi, và sơn zin thì cả xe luôn, rất là mới. Chiếc này thì em đang chào bán với một cái giá là 879.000.000 đồng, sản xuất năm 2021 bản GT Line các bác nhé, Peugeot 2021 GT Line. Đi tiếp về bên này em có những cái sản phẩm và dòng xe sedan. Một sản phẩm cũng siêu lướt đang có mặt tại cửa hàng, đó là Mazda 6. Một chiếc xe phân khúc D có cái tầm giá hợp lý nhất trong phân khúc đấy ạ. Và chiếc này nhà em thì lăn bánh được 9.000 cây số, sản xuất năm 2019 bản 2.0 Premium. Và em đang chào một cái giá cực kỳ là hợp lý là 775.000.000 đồng. Tiếp đến đây là một mẫu Mazda, cũng là Mazda thôi, nhưng mà nó là Mazda 3, màu xanh 45B, xanh ngọc. Chiếc này thì sản xuất năm 2017, bản Felix, chạy được hơn 3 vạn cây số, và em đang chào bán với mức giá là 555.000.000 đồng. Đi về này em còn một cái sản phẩm trong phân khúc B, màu cũng là màu xanh Kawasaki. Màu này thì rất là hiếm ở trên thị trường này, và nhiều bác rất là thích cái màu này nhá. Màu này rất là sang xe. Honda City 1.5 top, bản cao cấp nhất, sản xuất năm 2018. Chiếc này nhà em thì lăn bánh được có 2.6 vạn cây số thôi. Xe được trang bị thêm là cam hành trình, cam lề, cam trước. Chủ xe chăm xe cực kỳ là dễ, kỹ tính nhá, cũng khá là nhiều đồ chơi. Và chiếc này thì full lịch sự hãng, em đang bán với mức giá là 505.000.000 đồng. Tiếp đến một chiếc xe cũng đang hot ở trên thị trường thời điểm hiện tại, đó là Kia Cerato. Thì đợt vừa rồi nhà em về được 5 chiếc Kia Cerato, và còn lại duy nhất một chiếc này, Cerato 2.0 Pre, sản xuất 2019, đăng ký tên tư nhân, biển số tỉnh, và lăn bánh được 2 vạn cây số. Và chiếc này em đang bán với giá là 629.000.000 đồng. Chiếc này em thì lên được cam 360 và mặt ca lăng của giống của B, lốp Michelin, rất là mới. Đi vào phía bên trong cửa hàng thì còn rất nhiều những cái sản phẩm đang chờ đón mọi người.
Một chiếc xe trong tầm tiền loanh quanh khoảng hơn 300 triệu, đó là Mazda 3 Mazda 2 2013 máy 1.5 màu trắng, đăng ký tên nhân biển thành phố, và em đang bán với giá là 335 triệu đồng. Và chiếc này mới lăn bánh được hơn 5 vạn cây số rồi, rất là mới. Bên cạnh đây cũng là một cái sản phẩm siêu lướt, đó là Mazda 3 1.5 Luxury sản xuất năm 2020. Xe lăn bánh được 5.000 cây số. Và với mức giá em đang chào bán cho chiếc xe này đó là 699 triệu đồng, cực kỳ hợp lý cho các bác nhé, 699 triệu đồng. Bên dưới này em còn hai sản phẩm tiếp theo. Một chiếc ở phân khúc B, một chiếc xe nhập khẩu Thái Lan, đó là Toyota Yaris bản G sản xuất năm 2015 và lăn bánh được 4 vạn full lịch sự hãng. Chiếc này thì em đang bán với một mức giá là 455 triệu đồng. Bên cạnh đây là một chiếc Hyundai i10. Nhà em có hai chiếc, thì một chiếc trắng em vừa bán về cho chị Tá Bắc Linh rồi. Em rất cảm ơn là chị Tá đã ủng hộ cho em khi chưa cần xem xe. Còn chiếc này cũng là 2019 bản 1.2 bản độ, kiểu dáng sedan. Chiếc này thì em đang bán với mức giá là 370 triệu đồng. Phía bên này em còn một vài mẫu xe. Đợt này thì bên em thì Mazda về rất là nhiều, và em sẽ có những cái video chi tiết để cho quý anh chị các bạn có thể là tham khảo về những cái chiếc xe em đang có nhé. Chiếc này em là Mazda 3 hatchback sản xuất năm 2018 bản Felix màu xanh Kawasaki. Màu này thì được cực nhiều người ưa thích này. Chiếc này rất là mới và em đang bán với một mức giá là 599 triệu đồng. Tiếp phía trên đây cũng là một Mazda nữa màu đỏ, và chiếc này thì lại trong cái khuôn tiền mà chưa đến 500 triệu. Rất là hợp lý. Mazda 3 1.5 hatchback sản xuất năm 2016, đăng ký tên nhân biển thành phố và lăn bánh được 5 vạn 2. Thì chiếc này em đang chào bán với một mức giá là 495 triệu đồng. Tiếp đây là một chiếc Honda City đời 2019. Chiếc này thì là màu trắng nội thất đen và biển thành phố. Honda City 2019 em đang bán với mức giá là 529 triệu đồng. Vâng, bác nào mà đang có hộ khẩu ở tỉnh mà muốn mua biển Hà Nội thì có thể tham khảo một chiếc Mazda 6 trong cái tầm giá loanh quanh khoảng hơn 700 triệu một chút. Đó là Mazda 6 2.0 Premium sản xuất năm 2018. Xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và em đang bán với một mức giá là 735 triệu đồng. Chiếc Honda City này thì bên em đã vừa nhận cọc rồi và đang đợi ngày khách hàng lấy xe. Bên cạnh đây là một chiếc Toyota Innova, chiếc này em cũng đã nhận cọc của khách hàng rồi. Và bên trong này còn một cái sản phẩm cực kỳ hot này trong thời gian vừa qua này, rất nhiều bác tìm, đó là Mazda CX-5. Mazda CX-5 2.0 Premium sản xuất năm 2020, lăn bánh được 2 vạn rưỡi. Và chiếc này thì được độ khá là nhiều đồ chơi như là 360, cảm biến cam 360 này, cảm biến áp suất lốp, body kit, rồi là lốp Michelin. Rất nhiều đồ chơi để cho các bác có thể là lựa chọn những cái sản phẩm bên em nhé. Và với Mazda CX-5 2020 Prime đang bán với mức giá là 880 triệu đồng. Tiếp đến thì em còn những cái sản phẩm bên dưới này, còn một vài sản phẩm nữa thôi. Thì bên dưới này em còn đó là Fortuner. Nếu mà bác nào thích máy dầu thì đây là một cái sự lựa chọn khá là hợp lý. Fortuner 2.4G sản xuất năm 2019 nhập khẩu. Chiếc này thì lăn bánh được có 2 vạn mốt và cây số là chuẩn zin các bác nhé, máy dầu là chuẩn zin luôn. Chiếc này thì em đang bán với một mức giá là 990 triệu đồng. Bên cạnh đây là em còn một chiếc nữa, đó là Raptor. Ford Raptor 2019 màu xanh. Chiếc này thì lăn bánh được 3 vạn cây số, các bác có thể tham khảo với em. Raptor 3 vạn cây số. Con này cực hay, con này thì được độ cam 360, được độ cảm biến chân ga. Chủ xe đã sơn sần toàn bộ những phần nhựa để chống xước, cũng cực kỳ là hay các bác nhé. Và lắp thêm thanh thể thao. Chiếc này thì em đang chào bán mức giá là 1 tỷ 169 triệu đồng. Vâng, vừa rồi là toàn bộ những cái sản phẩm mà bên em đang hiện có tại cửa hàng để cho các bác có thể cùng tham khảo. Thì các bác quan tâm đến những sản phẩm bên em có thể đến với địa chỉ là 86 phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe thực tế. Bên em thì bán xe luôn, có những cái cam kết cho quý anh chị và bạn là xe là nguyên zin nguyên bạn này, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hộp số zin và km chuẩn. Bên em sẽ hỗ trợ banh cho các bác là 7% giá trị xe của tất cả các mặt hàng đang có tại cửa hàng. Thì các bác có nhu cầu liên hệ với em Triều qua số điện thoại em ghim trên màn hình. Em Triều rất mong được sự ủng hộ của toàn thể mọi người ở trên toàn cả nước Việt Nam này, để có những cái sản phẩm, có những cái hỗ trợ em, để coi em có những cái video tiếp theo nó tốt hơn để gửi đến cho quý anh chị và bạn cùng tham khảo nhé. Em xin chào tất cả mọi người ạ.